Ok, hello mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục với tựa game The Lego Ninjago. Lần trước thì chúng ta đã đối đầu với đội quân của chúa tể Gamadon. Không biết lần này cốt truyện tiếp theo sẽ như thế nào thì hãy cùng bắt đầu. Continue. Cái này giống như là cái thành phố thu nhỏ, thành phố Lego Ninjago thu nhỏ nè. Và lần này chúng ta lại tiếp tục trong vai của Kai và Cole. Sẽ lắp cái này vô cái chuông rồi, này giống cái chuông rồi. Sẽ dùng khâu để gõ vô cái chuông. Con này giống cái trường học ha. Học sinh đi vô học. Chỗ này để chúng ta tạo nhân vật rồi. Chúng ta sẽ vô cái cửa. Ok. Đây là mô hình thu nhỏ của cái bãi biển nè. Tiếp tục cốt truyện nhá. Đây. Ta xây một vòng nha. Đây là chúa tể Gamadon. Ông đeo cũng chè. Every time I try and conquer Ninjago, that secret ninja force thwarts me. I mean, who are these super ninjas? Every time I come up with a new plan, they still beat me. General number one, do you want to be a follower or do you want to be a leader? Leader? How dare you? You're fired! I need follower! Now, I told the green ninja I was coming back with something big, something wicked, something with some pizzazz. Excuse me. Sir, you're interrupting. Sorry, sir. We just cooked this up in engineering. Give me that. Ooh, Gamadon likey. Where's that tranquil music coming from? Hey, look everyone! Master Wu is back! Hello, students! Master Wu! So did you see us kick Garmadon's butt? We vanquished him. Ba-ba-bam! I saw you fight, and I saw Gamadon retreat, but you did not defeat him. What? You'll never truly defeat Garmadon until you see things from a different point of view. You have the power to win the battle without fighting. When you start using your minds, you won't need your mechs and machines. Nia, you can create water on your own. Wow! And Kai, fire. Wow! Jay, lightning. So, ninja. Cold, earth. That's cool. We both spin. And Zane. Ice. Ice is nice. These elemental powers are why I chose you. And what about me? What am I? Lloyd, yours is the most important element of all. Okay, hit me with it. Your elemental power is green. What's that? Lloyd. Can I be gold? No. Wind isn't taken.
Can I be Wind? Enough, Lloyd. Come with me for mentor talk. The rest of you, practice spinjitzu. Master Wu, you don't understand. Weapons alone will not solve your problem. I have every kind of weapon in my dojo. Big weapons, little weapons, sharp weapons, dull weapons, even the ultimate weapon. And you've been hiding this, why? In the wrong hands, the ultimate weapon could spell doom for Ninjago. Put that in my hands! Why does it matter how we beat Garmadon as long as we beat him? I too feel responsible for the safety of Ninjago, but I will not always be here to train you. Why? Because I'm super, super old. Oh. That's why I need you to lead the secret ninja force. But you must promise to walk a different path. One that only the son of Garmadon can walk, no matter how hard it may be. Honestly, I would happily give up being the Green Ninja if it meant I didn't have to be the son of Garmadon. Well, it certainly is a gorgeous day out there, folks. But if you're down at the beach just one day after Garmadon attacks, you might want to question your life choices. Hey, Green Ninja! I'm back! And look what I brought with me! Một con robot cá mập khổng lồ. Sự trở lại của Garmadon phần 4. Come on, they're attacking the beach. We gotta save those people. Detecting multiple enemies in the vicinity, plus civilians and two ninjas. À, lần này chúng ta sẽ trong vai của Zen và Nia. Zen thì có cung nè. It's Garmadon again! These are not real fish, Dan. I know that name. Just start writing. Còn Dia thì cầm giáo. No, kid. Guess we'll have to head up and over again. Sẽ rap cái này lại. Chúng ta chắc sẽ dùng Zen để bắn cái mục tiêu. Tôi sẽ đổi qua Zen. Đây. À, cái này cái loa. Bể kính. Ta sẽ leo lên đây. Ơ, ớ lộn rồi. If we can, we can bypass that barricade entirely. Although I'm not programmed to brag. Thì à đây đây, chúng ta sẽ bắn cái bia ở trên rồi. Sẽ rap cái gì đó. Ồ, có mũi tên chỉ đường luôn kìa. Rồi, chạy qua. Ui, tên lửa bay kìa. Đây là con cua máy. Bắn nó không xì nhê luôn. À, mình phải làm theo giống cái hình ở dưới rồi. Phải đúng cái hình nữa nó mới cho rồi. Đó. Thì mình sẽ bắn cái tâm ở trên. Đây, đó rớt xuống chắc đèo cua. Ủa không rớt, à rớt rồi. Ta sẽ nhảy xuống dưới. Giờ chúng ta còn phải tiêu diệt mấy kẻ địch. 10 kẻ địch.
chiêu của Zen cũng hay quá. Ta đánh thử đây là con sứa trong tập trước. Ta sẽ thử dùng Nia. Đây là combo của Nia rồi, cũng giống như của Kai, là anh trai của Nia. Dạ. Đây là combo khác rồi. Ok. Cái này chắc cần này dùng Dia à, này hai người kéo giống lần trước là Ca với cô cũng kéo giống vậy này. Chúng ta phải phòng thủ cái chỗ này. Ta có một cái điểm để nâng cấp chiêu được. Chắc sẽ nâng cấp là cái gì đây. Này chắc không cần đâu. Sẽ tập trung vô combat nhiều hơn. Sẽ đi xuống dưới này. Đây, đánh thằng này. Ây à. Ok, đã hạ gục. Ui, combo đẹp quá ta. Ok, chắc phải leo lên này. Đi qua đây. Đây là cần đi e. Đúng không ta? Ờ, đúng rồi. Sẽ khởi cái này ra. Ta sẽ đi trên dây. Đây. Ok. Giờ sẽ đu qua. Ui, nó bắn rồi. Chết rồi, rớt rồi, té rồi. Combo 35, 36 hit. Quá dữ. Đây chúng ta sẽ kéo rồi, này cũng cần hai người kéo rồi. Đây. Và chúng ta sẽ ráp lại. Ráp bên trái trước à, cái này là nó cho phải ráp hai bên rồi. Chúng ta sẽ phá ra và ráp cái bên phải. Đây đang bơm nước rồi. Ok, bây giờ mình sẽ phá này ra, lắp lại bên trái. Tại vì nãy chưa bơm nước. Giờ bơm nước vô rồi rồi. Có nước rồi, giờ sẽ chữa cháy. Đây, giờ nè, mới bơm. Có nước nè, chữa cháy rồi.
without the fire. Okay. It's just over that bridge. Lại cháy. Mình sẽ kéo cái này ra. Ở trong đây có gì đây? Có cái cục gạch bằng vàng. Chỗ này à, đây Nia sẽ khởi cái này ra. Đây. Và trong đây cũng không có gì luôn. Làm cái gì ta? Ây da. Không bắn. À đây đây đây. Lấy gen sẽ bắn hai cái tấm bia này cho cái thuyền rớt xuống. Rồi, nó sẽ ráp lại. Ráp hơi lâu quá. Cái này nhiều mảnh quá. Rồi, nó sẽ ra cái súng nè, để bắn mấy con bay bay ở trên rồi. Đây. Bắn. Rồi. Sẽ tiêu diệt 9 con. Bên này nữa. Rồi còn một con nữa. Sao? Giờ sẽ lại được thêm một cái điểm nâng cấp rồi. Sẽ ok, đã được cấp xong rồi, giờ tiếp tục nha. Sẽ hạ hết cái đống này. Chết đi. Ôi, xong hết. Ui, lỡ đánh trúng đi à. Mình sẽ đi qua bên này. Chạy qua đây. Ui, xong rồi. Rồi, sẽ nhảy qua. Đây, sẽ đột nhập cái thuyền của tụi này. Sẽ nhảy qua bên này. Chúng ta cũng phải nhảy qua bên kia. Ui, ui, sao té rồi. Rồi luôn, cứ nhảy lại từ đầu luôn. Trời. Ui, kẹt. Chỗ này bị kẹp à? Ở đây sẽ leo lên cái thang trên này, nhảy qua kia. Đường này là chắc chắn không vượt được rồi. Ê, cẩn thận. Ok, qua rồi. Giờ mình chạy tới kia. Xuống dưới này. They must have shut the gate to start. Để phát sáng cái chỗ để grab. We'll have to put something together to open it. À, đây là grab hai bên rồi. Grab bên trái trước đi. Thì mở cái bên trái trước. Rồi nó lên màu xanh rồi. Để sẽ phá ra. Để lắp cái bên phải. Ok. Giờ đợi cửa nó mở ra thôi. Ui, cái bãi biển luôn. Trời ơi, lúc đánh nhau mà tụi này còn ra biển chơi nữa. Ui, mình xử hết cái tụi này. Chọc chọc. Ui, sao quýt không được vậy?
À đúng rồi, đây có cô nè, bay lên trời luôn, trời ơi trời quá trời máy bay luôn. Sẽ đuổi thêm này nữa, còn 14 đứa nữa. Ui, chi viện của địch tới rồi. Ok, nhào vô, xử hết, chấp hết. Chặt chặt. Đây, đặt xuống dưới. Đây. Rồi. Ui. Cái máy bay rồi, máy bay địch tới nó kìa. Thêm chi viện nữa. Ok, chờ tiếp. Ui, con tướng địch kìa. Xoay kìa. Ok, vô quýnh hết rồi. Mình sẽ qua xử con tướng địch kìa. Cứ quay. Chưa đánh xong mà lại tới nữa. Nhiều thế. Để lấy cung quá. Rồi, hết máu rồi. Combo. Chết. Xử thêm ba đứa nữa. Ba đứa này lính rồi. Nhanh lắm. Ui lại thêm một con tướng địch nữa. Ây da. Hồi trận này nó có quăng lén rồi. Người ta đánh mày trước đi. Ui máy bay drop. Rồi chúng ta sẽ chạy qua bên kia. Này giống con cua gì, cua máy. Ủa, đây là VK Crab, là con cua máy. Ta sẽ xử nó luôn. Bắn từ xa luôn, cái ốc được rồi. Rồi còn một máu à. Rồi không bắn được. Chỉ có né thôi. Rồi nó quên chết luôn rồi. Sao trả thù. Ơ, nó bị gì kìa. Nó bị xịn điểm rồi. Rồi sẽ bắn cái chân của nó. Bắn chân bên này chút đi. Rồi. Ok, còn một bên nữa thôi, mình sẽ né chiêu tiếp. Sẽ cho lúc đó mình sẽ bắn cái đàn này kia. Ây da, bay tới kìa. Trời, vậy mà chưa chết nữa. Ui, nó bắn hỏa tiễn tới kìa. Né. Ui, bị kẹt thôi. Ui, gì đấy. Ơ, bị dính vô rồi, không nhảy ra được. Dạ, rồi. Sao nó xỉn nó kìa, nó xỉn rồi. Nó bắn chứ, nó không lại. Người kia nó lợi dụng nó quýnh không kìa. Bắn luôn, thành xét. Ui, bắn chạy. Chờ, sẽ nhảy lên trên này. Ô. Ta có thêm một điểm để nâng cấp chiêu lại. Coi. Sẽ nâng cái này đi. Cái này khi mà mình để trên không thì sẽ đánh được địch nhiều hơn. Ok. Quay lại nào. Sẽ nhảy lên trên. Bên kia có lửa rồi, thấy được, phải nhảy qua này. Ok. Ui, Kai này khô.
cái loài. Ôi lòi. Lòi và Jay. Và chapter thứ 5, vũ khí tối thượng. Ta sẽ điều khiển con rồng của lòi. Sẽ hết cái đây máy bay. Hết, bắn hết, bắn hết. Ồ, cái bay của Jay. Kia là chủ tể Gamadon. Sẽ cần hạ thêm 15 cái máy bay nữa. Bắn hết, bắn hết. Wow, thì nguyên khí mạnh của chủ thể Gamadon. Thôi, chúng ta có thể đổi qua được máy bay chiến đấu của Jay ra thành tép. Hey, bay xuống dưới gầm cầu. Hay quá. Bắn thế, bắn thế, bắn thế. Ơi, còn 3 cái nữa thôi. Đây là cái cuối rồi. Thôi, xong. Chúng ta sẽ tiếp cận để Gamadon. Đây là chúng ta Gamadon và bộ máy chiến đấu. Nó đang tạo siêu lớp bảo vệ. Giờ chúng ta sẽ bắt cần phải phá hủy cái lớp bảo vệ đó bằng cách bắn hết những cái máy bay bay xung quanh. Nhiều quá. Cái chúng ta sẽ đổi qua loi. Cố lên, cố lên. Được một đứa rồi, 100% rồi. Sắp xong rồi. Bắn hết, bắn hết. Tôi sẽ đổi lại dây đi. Sắp rồi. 6. Không. Chúng ta đã phá hủy được lớp bảo vệ để Gamadon. Green Ninja. Robot nhìn ngầu á. And the legendary ultimate weapon? It's not fair. I just conquered Ninjago. This is your last chance. Get out of Ninjago now and forever. Oh my gosh, he actually shot it. Oh, and it exploded and then nothing is happening. What is nothing happening? What the heck? What is that? Con mèo. Sao thì có mèo nữa trời. Ôi giời. Generals, grab the green ninja. Thì ra đây là cái tổ trưởng. Wait, no. Let's try it on some moving targets. No! What the heck? Ôi, con mèo lại chụp cuối. Trời ghê này. What is this thing? Ha, ha.
music! What? Are you gonna cry? I'm not gonna cry! Dad! Lloyd? That's right! It's me, your son! And it's Lloyd, Dad! No. L-L-O-Y-D. I named you. You ruined my life! How could I ruin your life? I wasn't even there! I wish you weren't my father. Và mình cũng xong phần cốt truyện hôm nay rồi. Okay, vậy thì mình cũng kết thúc video tại đây ha. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ để lại cho mình một like, subscribe và comment bên dưới nha. Ok, bye bye mọi người.